Em ơi, cho bóng vào sân em ơi. Phương đá trên à? Cái xanh ra bóng xong thì đội bạn ra bánh chưa? Chết. Yếu lắm, đứng chỗ với đại nào. Có một cầu thủ chân sân đang mặc quần dài. Mặc dù thời tiết rất là nóng. Nguy hiểm. Cao không qua đầu đâu. Tụi tay thèo không vậy? Đê đề nghị vào hiệp đứng lùi luôn một xíu. Nghe trọng tài không phải nghe trong sân, cứ đá thôi, giờ trọng tài chưa còi cứ đá tiếp. Đá nhân đạo. Dạ. Thôi. Yes. Đi mì. Ăn mai nhạ về à? Không. Bia không? Mà đá nữa bên lâu chỉ mới ra chẳng có động 80% bấm phát thành 0% thôi. Nó hay vậy mà. Có một cái mà được cắm sạc. Có đây. Không được. Anh tư mình phát phải là đá giả. Chậm chất là tí đạt đây. Và đá giả chất là tí. Pha đi bóng rất chi là Ronaldo. Tầm 10 phút bóng. Dạ.
Cường này, quay người này, nhanh nào, nhanh này Cường. Cường nhìn này. Ê, đây, ở đây. Ê, chạy bóng đá đi. Ê, một phần. Hay quá. Hay quá anh ơi. Cái chỗ này đi ra mang giày gì. Y chang văn học với lại ông gì ở Indo nhỉ? Đó này, đây. Xong này nữa. Gì sức đông mà chạy. Đứng thở hổn hển nãy giờ rồi. Đề nghị vào hiệp lùi luôn một xíu. Lần này tôi nhắc lần thứ hai rồi. Hay à, hết bóng. Số 3, Nguyễn Ngọc Hải. Mặt chưa quá. Tầm 10 phút bài. Dạ. 3 phút nữa. Quá tốt. Cố gắng chuẩn vào là được. Tốt làm. Úi giời, cái gì thế này? Sao đang quay lại bên yếu? Đảo rất dẻo. Mà đây là sút hay là chuyền? Và đến suốt hành trình nhỉ? Huy đá giữa đi, Tuấn đẩy lên. Tiếp tục đi. Duy sức đông đá giữa. Duy sức yếu rồi, sức đông đá giữa. Quan sát bóng đá, khu yếu quá. Hay rồi. Hay rồi. Đề nghị đồng chí Thanh lùi lên một xíu nào. Thanh này. Một pha xít. Đội bảng trợn mắt. Đứng nhìn trợn mắt luôn mới chết, sợ thật. Đứng nhìn cũng băn. Chừng phải không vừa vụt. Đi anh tôi là này yếu nhỉ. Chứ vào tập chung kết. Từ đây. Bóng là đây rồi. Bóng là đây rồi. Bên này. Anh Hiệp ơi. Đó, dính quả bóng lên. Cái bóng ấy nó quay. Ấy là em. Khoan.
Ôi, sao cầu kìa ơi. Đúng rồi, tới đây đi. Anh tới đây. Quá rồi kìa. Anh Hiền đầu thấp xuống tới anh Hiền ơi. Và luôn ép đây, ép đây. Vâng, quả bóng đến từ nước Pháp. Kylian Mbappe nhận được bóng. Anh kéo gần này, kéo gần. Kylian Mbappe. Đừng để nó xúc, cháy ngon đó. Còn nhìn kinh nhỉ. Lâu nhìn kinh nhỉ. Nó xúc cháy thằng ngon đây. Má nhìn tướng nữa kìa. Chúng anh cái đẩy lên này. Bye-bye.
Pháp không? Ra đây ngay. Mong công. Mong công hơn Ngọc Trinh. Ok. Con lắp đường biên ngang. Cô va lên đi, có cái cầu thủ motion vẫn. Này nhìn to nha. To ấy. Gái con gái này là hai bị chạy xương sống nha. Đi ăn đi. Tôi thẳng lưng được. Con gái đây mà. Mày nhìn nó mang quần đẹp nha. Trọng tài, cô ta, trọng tài. Dưới ra nghỉ một chút em ơi. Thằng này vào thay cái gì? Thằng này vào thay cái gì? Thằng làm cười em ơi. Minh Tân khởi động chuẩn bị thay cho anh để cho Tuấn phải đạt tỉnh như chúng em nhé. Ra đen này chưa được banh. Đá chân lại thở cầm nhịp. Được, hay quá. Quen quen. Huy ơi hôn anh em. Quang ơi, Quang ơi, cánh. Nhanh lên, nhanh đi. Đá lên, nhìn nào. Huy ơi đây. Ok rồi em. Đánh rồi, đánh rồi. Tốt đây. Em ơi, đội bạn cao. Khỏe kìa giờ. Bỏ đi đạt. Ném đi Quang. Đẩy lên em, đẩy lên, đẩy cao lên. Gần đây rửa nào, lui về lấy bóng. Đi. 20 phút rồi này. Ok.
mới 5 giờ. Cốt tay. Trung Anh ra nghỉ một chút em ơi. Tối nay về thay vị trí Trung Anh. Em thay vị trí Tuấn. Dạ. Thở đều nào, Tuấn thở đều nào. Thả lỏng em. Tân Tân, về nhà đừng có dùng tay nhá. Đừng quen nhá. Bắt mẹ báo bạn nghe. Bắt mẹ báo bạn nghe. Nói bây giờ bằng mình ấy. Ta đã cố gắng ghi bàn nhanh hết rồi nhé. Đẩy các anh tí hiện ơi, đẩy cho em một chút hả? Đẩy lên giữa nữa. Rồi. Nằm. Camito rất là bravo. Nốt 2 phút nữa. Chuột rút rồi, không dám sút. Bị rút không dám sút đâu. Kẻ này đứng ở dưới là không cần ở trên cái tiền đạo rồi. Quỳ xuống hốc tay này. Ở dưới làm bóng em ơi. Không biết à? Không mà. Có một quả. Mình cũng không biết. Đang
Đá đi, đá đi, đá đi. Nó quả anh hết rồi anh. Nó quả nhá. Giờ. Biết đâu nói cho anh biết chứ. Mông mình đã to à, da đen mông to hơn kìa mình. Mông em đã to rồi mà nó mông nó to hơn. Và đang bị những cầu thủ Real tụm bầm mò. Huỳnh Giang gồm số 5 đặc gì? Cô này đá tăng cho tôi ít rồi. Đá tăng đâu anh Hùng? Chạy bắt đá rồi. Họ chuyển về tôi bám đá ok. Không lên là bóng tôi bên giữa là quay đầu về. Mình như vào, mình đang thắng là mình vào cái gì bắt sợ chuyển về luôn. Bám đá ok, phải bấm lên. Ừ, xô nhiều quá, xô nhiều lên là mất hết vị trí rồi. Mẹ kìa cái pét kìa. Kìa to quá luôn luôn thì kìa. Cái này nghe còn đoạn kìa. Bên kia chỉ phán lộng, bên kia chỉ phán lộng vậy. Anh em đá vừa phải thôi. Vừa thì hay quá nha ơi. Chuyền cho Tuấn kìa. Đó đi. Kering Mbappé. Đúng rồi, tập trung lên, của anh đè lên mặt người ta rồi chạy trước cơ lên như thế. Đá vào này đây, đá vào kia đây. Đá đi, đá đá nó bắn bóng sống. Không. Ăn. Ăn luôn. Còn được đâu mà chả nhẹ. Lên được về được em ơi. Bóng này, hai người đây. Ôi, hay thế đâu, không tốt nhờ. Qua như thế. Đội đội quả kia mà đá kìa. Đội đang có xu hướng dâng lên cao. Đứng chạy lên, chân chạy. Chạy kiểu chạy chạy luôn chạy trước thì chạy sân một đấy chứ như vậy đá phong cách kiểu như cơm min vậy là lăng tử nhỉ nhưng mà nhìn cũng giống giống nhỉ theo anh cướp kèo trái của Tuấn này. Chuyển đây chuyển đây chuyển đây bắn lướt khó lắm hả? Đích bự đi. Tuấn lùi không cặc nó cũng còng. Tập trung vào, tập trung vào. Đi đẩy lên
Hiền Đơn. Rồi con đá thêm hào về anh ơi. Hiền nhá. Không làm tiền không đi lắm được. Anh em bỏ sang nha nha nha. Ê. Không ai không vậy đâu. Good job, Richard. Đã rồi. Một pha chọc khai cho các cầu thủ Đức Thanh Hóa. Thần Tân đã tiền đạo đúng không? Thay tiền đạo đấy. Thanh quyết vào đi. Mấy phút rồi? Năm. Năm phút 48, năm phút 50. Đúng rồi. Hay quá. Chuyền đẹp thế rồi. Kéo chủ động vào đầu đi bạn ơi. Phát. Bắt được sai. Chết rồi. Nó bắn đích đấy. Sùng thế. Biết chuyền ở trên này. Hậu vệ đâu? Anh nguyện áo em. Sao còn áo của anh? Nửa người à? Được mà. Được à? Anh người nó bè ngang, nó phải ngang cường. Cho. Rồi, tính ê, luôn. Đẹp luôn. Con đi luôn. Chạy thẳng lên trước. Áo nhiệt, cầm nó lôi ra. Có ra đây. Ông ơi. Hai ơi. Bữa nay đập thuốc miệng đi ạ.
Gương 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 vào game bảo mình bị sút nhưng mà thấy anh Kiếp đẹp quá. Hiện ra về đã cánh cho anh cứu nó nữa. Hiện ra không cánh đâu. Đá này. Hiện ra không cánh. Đá nó ham dê, đá cánh mất chết ngay. Anh không đá được á. Còn Nguyên, đến đâu sang? Cho là Vi hàng nào chưa phản đá. Áo anh. Tới áo đây. Người em gầy lắm. Người ta biết ở đâu. Đây không phải đang đổ luôn. Anh này. Lên được đây này. Chốt rồi. Lên ra rồi. Anh đâu? Chết đấy. Đổi áo với lại ở đây đi. 10 nặng thế. Quá nhỉ. Anh lường qua tay đấy. Ôi trời ơi. Trận này anh nên vào đi. Trận này thấy trận năng đẹp. Thật mà. Trận này không, nhưng mà trận này thế trận năng đẹp. Hai không, hai không. Không có bảo mình đâu. Đá về đá người. Dạ thôi. Quần đi. Mùa trước nó đá là một đội quả bi như thế trắng à. Cao bằng nhau hết. Anh Tuấn ấy. Còn một vị trí thôi. Anh Tuấn ấy. Vâng, thì vào thay cho Hiền. Tuấn Hiền. Hiền lấy đi cho nó đá từ sau thôi anh. Giờ anh vào. Áo anh áo. Cho anh mượn áo sân lăng. Số 8. Cái thôi, anh hôm nay đóng thế áo tí. Áo số 5, áo tiền vệ nhưng mà lấy tiền đạo lừa với bạn. Phải.
người tay ơi, hiện lên. Có tay ơi. Em nghỉ trận sau đá. Anh đi đánh quay. Anh đi đi đây. Hả? Bạn kết hai người. Cầm. Ôi. Đi ăn đây đi. Đi đi bạn. Đi đi bạn. Đẹp nhẹ quá. Mới vào sân đang cắm chân. Anh hiểu á? Mạnh rồi. Quả mà lòng cao lên là anh được. Anh đấy. Anh đấy. Hey. Stop. Rồi, tao đây. Chuyền đi. Bỏ đi. Con lừa nó sao đây? Gì cả. Bao. Gì cả. Tao đây. Gì kìa. Còn Nguyên. Gôn bắt được. Hay quá nhỉ. Ê, sút. Được rồi. Luôn. Ngày. Mày thế rồi. Sơn Tuấn, Sơn Tuấn. Sao hay đá đúng mày. Đúng là chân tối. Khi trở lại của Sơn Tuấn. Sao? Về. Quay thôi. Nhỏ xíu hả? Tác giả hả? Hay đấy anh em ơi. Đào vào đi Tuấn đã. Anh vào đi để cho ông Liên nó đá đi. Liên đá đi. Liên tục không tốt được ạ.
bóng rồi. Nằm anh ơi, nằm bé, mình mua hành gì bộ ba hiểu gì. Chơi đến luôn. Tới cái bị đâu ba. Dạ. Tới cái bị đâu. Dạ. Tới cái bị đâu. Ô.
Không sao, đá đi, có trọng tài mà. 14 người thì anh bắt bóng trước. Điền. Ok, sao? Có bóng về mà. Có đá đâu. Xuống đây, xuống đây. Có bóng về mà. Có đá đâu. Một người đây nè. Gặp thôi.